thương mang cùng kiếm khí ngang trời, mỗi chiêu rất hung hiểm. Trên mặt Lý Vân Tiêu giận dữ, lạnh giọng nói. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ tiễn các ngươi lên Tây Thiên trước. Trên người hắn hàn quang lóe lên, bỗng nhiên hóa thành kiếm khí bao phủ toàn thân. 36 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bao phủ, lăng không bay múa, ngưng tụ đại trận quanh người. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Hai người các ngươi đều là tinh tú hiếm thấy, ta đều rất thưởng thức, nhưng hôm nay rất có thể chết tại đây, ta rất ngạc nhiên, ai sẽ chết trước đây. Sắc mặt của hắn phát lạnh, bóng kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh, vạn kiếm đồ đột nhiên vận chuyển lại, kiếm quang đan vào nhau, không ngừng xoắn giết hai người bên trong. Toàn thân hàng quân đình đại chấn, cảm nhận được kiếm uy đầy trời, nội tâm sinh ra cảm giác vô lự. Ngay cả cao thủ bốn phía đều đưa mắt nhìn qua bên này. Sắc mặt tần xuyên đại biến, kiếm quang bắn ra, quát. Linh ảnh thiên phong. Kiếm khí ngăn cản bóng kiếm đầy trời đang lao tới. Phanh, 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 phanh. Vô số hào quang chém xuống, trong nháy mắt kiếm khí bị bóng kiếm nghiền nát. Tần xuyên hoảng hốt. Lần trước đấu với Lý Vân Tiêu cũng là kiếm đồ này, cũng một chiêu. Hắn thi triển linh ảnh thiên phong kiếm quyết, đối phương căn bản không cách nào công phá. Lần này chỉ trèo chống được mấy giây, chênh lệch giữa hai người càng lớn. Tần xuyên cũng không chờ chết, thi triển tuyệt kỹ của mình dạ nguyệt cổ đồng có kiếm thiên ảnh như nhân như ngọc vạn dặm tần xuyên cửu huyền vong ngã cửu cảnh tận tuyệt chín đạo ánh sáng hợp nhất tia sáng bồng bềnh bay lên sinh ra trong vạn kiếm đồ cường giả bốn phía kinh hãi thần kỹ mạnh xưa nay hiếm thấy muốn tu luyện thần kỹ trừ thiên phú và thực lực ra còn phải có cơ duyên lớn lao kiếm này vừa ra xu thế vạn kiếm bị ngăn cẩn ngay cả lý vân tiêu bày trận cũng cảm trận đồ chấn động lúc này ánh mắt biến đổi lập tức cười lạnh. Hắn nhanh chóng bắt ấn quyết. Bong bong long cong. 36 kiếm lập tức không ngừng rung động lắc lư, hàn quang bắn ra bốn phía, ngưng tụ ra thế giới kiếm. Thế giới kiếm này nhanh chóng phá tan thần kỹ. Rốt cuộc kiếm thế của tần xuyên tăng lên tới cực điểm, hét lớn một tiếng chém xuống. ầm ầm một đạo kiếm quang hiện ra, chém ra kiếm ảnh đầy trời. Mà giờ khắc này La Thanh Vân cũng hội tụ ngàn vạn thương mang vào một điểm, Chiến thương đột nhiên tỏa ra sức mạnh to lớn, hóa thành cự linh đánh tới. Vô số kiếm ý đánh lên cự linh, không thể làm được gì. Long thương diệu dã, ầm ầm, hai lực lượng kinh thiên bắn ra, 36 kiếm rung động lắc lư lợi hại, bóng kiếm và tiếng nổ đầy trời. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, không thể ngờ hai người liên thủ có uy thế mạnh như vậy. Lý Vân Tiêu ngưng âm thanh hét lớn, hai lực lượng kia đã đạt cửu tinh đỉnh phong, mặc dù là hắn cũng không dám tiếp hắn chậm rãi bay lên hắn phất tay đánh xuống ầm ầm hai lực lượng này va chạm với hào quang hắn vừa ném ra đâu xuất thiên phong va chạm với lực lượng kia khí huyết lý vân tiêu chấn động hai tay bấm niệm pháp quyết vô số ấn quyết hiện ra thế đi của đâu xuất thiên phong không giảm bay tới phía trước la thanh vân biến sắc huyền khí cự linh vội vàng quay về chiến thương hắn tránh đi thật xa lúc trước hắn nhìn thấy ngay cả quỷ vương đều gánh không được với tu vị của mình chắc chắn hóa thành thịt nát. ầm ầm, Đâu xuất thiên phong đảo qua bầu trời, tốc độ cũng không nhanh, nó lại làm không gian rung động. Tần xuyên biến sắc, lộ ra vẻ nghi ngờ, đang muốn chém tới, lại nghe vi thanh qua to, mau tránh. Tần xuyên dường như lơ đễnh, nhưng vẫn không cải ý chí vi thanh, lóe lên biến mất ở khu vực này. Đâu xuất thiên phong quét qua tất cả chứng ngại rồi biến mất. Lý vân tiêu thầm nghĩ, đáng tiếc. Sau đó ấn quyết cũng thu hồi. Giờ phút này Phi Nghê cùng Long Thiên Miểu đã đánh tới mức gai cấn. Long Thiên Miểu chiêu chiêu ngoan lệ, bầu trời sớm bị đánh thành mảnh nhỏ, nguyên lực của hắn hạ thấp rất nhiều. Long Thiên Miểu biết rõ, sau khi đánh vài kiếm thì tâm tình cuống bạo, kết cấu càng loạn. Phi Nghê phượng ảnh không ngừng xuyên qua kiếm ảnh, đột nhiên hai tay hợp lại đánh ra phía sau. Trong nội tâm Long Thiên Miểu cả kinh, kiếm thế dương lên, Long vực tàn ra, đánh tan phượng ảnh. Phi Nghê thả người bay về, một tay bấm niệm pháp quyết, quát, bạo, ầm ầm, ánh lửa trùng thiên bay thẳng lên trời. Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, biển lửa này trực tiếp thiêu đốt long nguyên của hắn, hai tay cầm lấy kiếm, mở long vực chống lại hỏa diễm kia. Sắc mặt Long Thiên Miểu đại biến, trong mắt tràn đầy thần sắc phức tạp, cuối cùng vẫn thu tất cả kiếm thế lại, thân thể cầm kiếm bất động. Trong lòng Phi Nghê run lên, dường như dự cảm cái gì, đột nhiên lui ra sau trăm trượng, cảnh giác nhìn qua long thiên miểu nhìn chằm chằm qua nàng chậm rãi nói ngươi rất mạnh hơn xa ta năm đó có lẽ là thiếu chủ cường đại nhất long gia nhiều năm qua phi nghe cau mày nói long đại tiên sinh quá khen ta đã không còn là thiếu chủ long gia long thiên miểu cười khổ một tiếng nói muốn phế trừ chức thiếu chủ cũng không phải là một mình ta nói có thể phi nghe ngươi có thành tựu hôm nay ta rất vui mừng phi nghe giật mình nói ngươi lời này của ngươi là ý gì? Long thiên miểu giơ tay lên, thiên địa vô pháp kiếm và hào quang màu xanh bắn ra, sau đó hóa thành hào quang bắn đi. Phi nghe cả kinh, lăng không một chảo, hóa thành đại thủ, lập tức cầm hai vật đó. Trừ bảo kiếm ra, còn có một quả ngọc bội. Phi nghe kinh hãi, nói. Tông chủ lệnh. Ha 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 ha. Long thiên miểu cười ha hả nguyên lực quanh người tán đi, không có ý chống cự, tùy ý hỏa diễm thiếu đốt trong mắt của hắn tràn đầy thần thái giải thoát trực tiếp ngồi xếp bằng xuống thân ảnh chậm rãi mơ hồ tông chủ đại nhân phi nghe cả kinh liền tán hỏa diễm đầy trời đi lý vân tiêu nói cho hắn đi thôi đây là sở cầu của hắn phi nghe vội la lên thế nhưng mà lý vân tiêu nghiêm nghị nói hắn đã chết tâm không có khả năng khôi phục thực lực như vậy còn sống không bằng chết chết trong thần hỏa là nơi quy túc của hắn phi nghe cầm lệnh bài ánh lửa chiếu rọi mặt nàng bi thương không nói nên lời tất cả cường giả khác động dung không nói gì một đời tông chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy tự hóa mà chết bi thương nồng đậm bao phủ mọi người có cảm giác đau cùng long thiên miểu chết làm mọi người tiếc hận cùng bi thương nhưng mà chiến đấu vẫn tiếp tục còn rất thảm thiết khâu mục kiệt được xưng là thiên hạ đệ nhất dưới siêu phàm thoát tục lúc này bị nam phong tuyền đánh không ngóc đầu lên tứ chi vỡ tan không ít cánh tay vượn màu vàng đầy máu tươi. Chỉ có Lăng Bạch Nguyệt cùng Bắc Quyến Nam là thập phần thoải mái, hai người ngươi tới ta đi, một chiêu đối một chiêu, đánh phi thưởng nhu hòa. Bắc Quyến Nam đánh ra mấy đạo kiếm quang, chém tan công kích đối thủ, nói. Ngươi chơi với ta sao? Lăng Bạch Nguyệt kinh ngạc cười cười, nói. Chơi, ta rất chân thành đấy. Bắc Quyến Nam nói. Ta không biết suy nghĩ trong lòng của ngươi, nhưng tiếp tục chơi như vậy, không cần đánh đâu lăng bạch nguyệt cười nói chỉ cần ngươi không ra tay cứ ở đây mà nhìn chúng ta xác thực không cần đánh nhau đâu bắc quyến nam nhìn qua khâu mục kiệt đồng tử hơi co lại nói nữ tử thật lợi hại chiến đấu lăng lệ như thế trong mắt lăng bạch nguyệt mỉm cười dùng quạt lông đảo qua nói nam phong tuyển đại nhân được công nhận mạnh nhất cho dù là siêu phàm nhập thánh gặp phải nàng cũng yêu thương không dứt hàn thấy bắc quyến nam dường như muốn động Vỗ quạt lông trong tay, trực tiếp lăng không ngăn cản trước mặt hắn, nói: "Mọi người cứ nhìn như vậy, ta và ngươi đều nghỉ ngơi có tốt không?" Bắc Quyến Nam hừ lạnh nói: "Muốn nghỉ ngơi, ngươi có thể xéo đi." Trong tay hắn kiếm thế phóng lên trời, kiếm khí bao phủ trước người. suy thế kiếm như sao băng, uy lực vô cùng. Lăng Bạch Nguyệt nhíu mày, quạt lông trong tay đánh ra, phi thân bay xa. Hắn vốn định kiềm chế Bắc Quyến Nam là được, không muốn tham dự vào chiến đấu khác, dù sao cuối cùng vẫn phải xem Hắc Vũ Hộ cùng Sa Viu đấu thế nào. Mặc dù hắn thắng Bắc Quyến Nam, nếu như Hắc Vũ Hộ thua, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ai biết Bắc Quyền Nam không lĩnh tình, đánh đần độn vô vị, lập tức kiếm khí nổi lên, bức hắn toàn lực ứng phó. Đột nhiên khâu mục kiệt hét lớn một tiếng, hai mắt hoàn toàn lồi ra, quát. Lão Thái bà đáng chết, ta giết cả nhà ngươi. Hắn dường như hoàn toàn bị bức nộ, toàn thân vết thương chồng chất, mặc dù không đến mức trí mạng lại càng ngày càng biệt khuất bang bang hắn phóng thích yêu lực của mình ra cầm thứ gì đó trong tay yêu đan tất cả mọi người sững sờ không rõ hắn lấy nhiều yêu đan ra làm gì có người trong chiến đấu ăn nguyên đan để bảo trì trạng thái của mình nhưng yêu đan thì chưa thấy ai ăn ngươi nói cái gì nam phong tuyền lạnh lùng nói ra hóa thành hào quang bay tới trước mặt khâu mục kiệt một bóng dáng thất tha hiện ra chính là nam phong tuyền sức mặt giận dữ, nói. Ngươi gọi ta là cái gì? Khâu Mục Kiệt giận dữ hết. Lão Thái Bà, ngươi là vương bát đản Lão Thái Bà. Bắt đầu là Lý Vân Tiêu hô ngươi tổ bà bà, ngươi rõ ràng mang lửa dẫn phát lên người của ta, ngươi còn có chút tiết tháo hay không? Bổn tọa cũng không khách khí, Lão Thái Bà, tổ bà bà, bà nội trợ. Chết! Nam Phong tuyển quát lên, loan đao chém xuống. ầm ầm, hừ, chết là ngươi à. Khâu Mục Kiệt hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ấn ký đánh vào đám yêu đan, mỗi một khỏa yêu đan đều có lực lượng tỏa ra, không ngừng lượn vòng, tỏa ra khí tức khủng bố. Đó là, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ đây là chiêu thức gì. Đột nhiên Lý Vân Tiêu chấn động, trong mắt lóe ra vẻ tàn khốc, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn muốn tự bạo những yêu đan kia. Lý Vân Tiêu nghĩ tới khả năng này, thoáng cái lấy ra nhiều cửu gia yêu đan đồng thời kíp nổ, cho dù là khâu mục kiệt cũng không gánh vác được. 11 miếng yêu đan, hoa khí toàn quà. Quả nhiên như Lý Vân Tiêu nói, Khâu Mục Kiệt nắm chặt hai tay, 11 miếng cửu gia yêu đan lập tức tỏa ra khí tức khủng bố. Tất cả cường giả đều hoảng hốt, khiếp sợ nhìn qua 11 yêu đan nổ tung. Oanh, 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 oanh. Vòng xoáy bao phủ Khâu Mục Kiệt vào trong, lại đánh bay loan đao đánh tới. Khâu Mục Kiệt lúc này bị vòng xoáy thôn phệ, ầm ầm. Trảm kích bị đánh tan, gương mặt nam phong tuyền bắt đầu vặn vẹo, quay người muốn bỏ chạy cũng đã không kịp, trực tiếp bị khí lãng nuốt vào. ầm ầm, hắc vũ hộ cùng vi thanh biến sắc, sắc mặt khó coi. uy lực của chiêu này có thể so với một kích của cường giả siêu phàm nhập thánh. khâu mục kiệt đã dám thi triển ra, tự nhiên là có thể khống chế tổn thương với mình, nam phong tuyền hơn phân nửa sẽ trọng thương. tình thế càng ngày càng bất lợi, hắc vũ hộ biết rõ mấu chốt là mình chấn áp cường giả đối diện, nhưng dùng thực lực đối phương cho dù hắn thắng cũng là thắng thảm, bản thân cũng khó làm được cái gì. Lý Vân Tiêu cầm lấy thiên địa vô pháp kiếm của Phi Nghê, bấm pháp quyết đánh lên thân kiếm, ném vào trong chiến trường trên cao. Lão Long, tiếp kiếm. Sa Viu mừng rỡ, bay thẳng về phía chân Long kiếm, nói. Không hổ là đồng bọn như hình với bóng của ta nhiều năm qua, cùng ăn cùng ở cùng ngủ một giường lớn lên, trong nội tâm của ta nghĩ cái gì thì ngươi biết rõ cả. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn qua Lý Vân Tiêu với ánh mắt quái dị. Phi Nghê cũng ngạc nhiên, chỉ vào Sa Viu nói. Phu quân, ngươi, ngươi có sở thích khác người sao? Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến, tức giận. Đừng nghe hắn chuyện phiếm. Ách, Phi Nghê vẻ mặt không tin, ngượng ngùng nói. Ách, kỳ thật cũng không có gì. Tất cả mọi người cũng không tin. Lý Vân Tiêu muốn giết Sa Viu cũng có, hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn qua La Thanh Vân cùng Tần Xuyên đang nhìn qua hắn, lập tức lạnh giọng nói. Lại nhìn một chút, xem ta móc mắt các người hay không. Hai người nhìn nhau, rất ăn ý thối lui. Giờ phút này Phi Nghê còn ở bên cạnh, Long Thiên Miểu cũng bị nàng đánh chết, có nàng thì bọn họ không thể giết Lý Vân Tiêu, chỉ phải thôi. Vi Thanh khó coi, tình huống càng ngày càng không khống chế được, hiện tại phần thắng duy nhất là Hắc Vũ Hộ có thể chế ngự Sa Viu, hơn nữa lực áp quần hùng. Hắc Vũ Hộ cũng hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, trước mắt thiên địa vô pháp kiếm bay tới, lập tức hừ lạnh một tiếng, lóe lên. Oanh! Trên bầu trời nổ tung, bức xa Viu đi. Hừ! Chê cười. xa Viu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đá ra một cước, long ngâm vạn trượng, ánh sáng màu xanh hóa thành hình rồng, đánh tan quyền phong kia. ầm um, ầm um, hai người đối chiêu thân ảnh không ngừng, trực tiếp phóng về thanh kiếm. Hắc vũ hộ quát. Tam không chỉ. Xì, xì, xì chỉ lực quan không, không gian bị cắt ra, tầng tầng không khí rít vang. Sa Viu biến sắc, thân thể ngưng tụ hào quang, chém ra một kiếm. Ầm ầm, vài đạo chỉ lực tan vỡ, kiếm khí không giảm đánh tới. Xủy. Thân ảnh Hắc Vũ hộ tàn ảnh bị đột nhiên xé rách, chân thân của hắn vượt qua, càng vượt qua Sa Viu một bước, chụp vào thiên địa vô pháp kiếm. Cái gì? Sa Viu kinh hãi giận dữ, muốn chém thêm một kiếm. Thật có lỗi, kiếm này là của ta. Hắc Vũ Hộ vừa cầm lấy kiếm, một quyền đánh tan kiếm của Savil. Ầm ầm, kiếm mang nổ nát, khí lãng bắn ra tứ phương, bầu trời mờ mịt. Năm ngón tay Hắc Vũ Hộ cầm lấy chui kiếm. Đột nhiên cảm giác không tốt xông lên đầu, hắn không hiểu cảm giác này tới từ đâu, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng đây là bản năng võ giả. Trong khoảnh khắc hắn giống lên, hộ thể cương khí lập tức mở ra, xanh sáng bao phủ quanh người. Trên thân kiếm tỏa ra hào quang bốn màu hắc vũ hộ cảm giác áp lực phà vào mặt giống như có thể chấn áp hắn không gian quanh thiên địa vô pháp kiếm vặn vẹo trường kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa biến thành ngọn núi bốn màu cái gì trong lòng của hắn cả kinh hoảng hốt thanh kiếm này là tàn ảnh không chỉ có hắn tất cả mọi người đồng tử co rút lại trái tim rung động mạnh không tốt mau tránh ra vi thanh gầm lên gân xanh nổi trên mặt. Tất cả mọi người biết rõ uy năng của thứ này, cho dù là siêu phàm nhập thánh cũng gánh không được. Không cần vi thanh hô to, hắc vũ hộ đã hiểu thứ này lợi hại, ngón tay vừa chạm vào hắn đã cảm giác xương bị nghiền nát, áp lực thật lớn căn bản không thể địch nổi, ngay cả cương khí của hắn cũng bị đập vụn. Ấm ẩm ẩm, hắc vũ hộ bạo lui, nhưng uy lực của ngón tay chạm vào ngọn núi ập tới, khí huyết của hắn quay cuồng, miệng phun máu tươi. Đáng tiếc, Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, thò tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện một đạo phủ văn. Đâu xuất thiên phong lập tức lượn vòng, giống như thần điểu, tốc độ cực chậm bay về tròn tay hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ánh mắt hắn có dị sắc lóe lên, huyết sắc xuất hiện, sau đó biến thành đen, lại biến thành bình thường. Trong lòng hắc vũ hộ kinh hãi, ảo thuật của Lý Vân Tiêu vậy mà có thể lừa gạt mọi người. Sa viêu tươi cười, sau đó sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nói ngươi vừa rồi tính toán cả ta, vừa rồi nếu như đoạt trước một bước là ta, hiện tại chẳng lẽ cũng bị ngươi ngộ thương. Lý Vân Tiêu cười nói, ha ha, ta có lòng tin vào ngươi, biết rõ ngươi khẳng định đoạt không lại hắc vũ hộ đại nhân. Sa viêu mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, còn có tức giận. Hắn vung tay lên, chẳng biết lúc nào tay trái xuất hiện thanh kiếm, trong lúc hắc vũ hộ ngăn cản công kích, Lý Vân Tiêu đã ném tới. Hắn cẩn thận cầm trong tay, lộ ra vẻ mừng như điên, nói. Hắc hắc, xem mặt mũi thanh kiếm này, chuyện ngươi tính toán ta bỏ qua. Nếu còn có lần sau, không dễ dàng thế đâu. Hắn thả ngoan thoại, nhưng nội tâm thầm nghĩ dùng hiểu biết của mình với Lý Vân Tiêu, tuyệt không có khả năng là lần cuối cùng. Sắc mặt Hắc Vũ hộ âm trầm, khóe miệng dường như còn có một tia máu tươi, ánh mắt của hắn nhìn qua Sa Viu nói: "Ngươi có thể mang Lý Vân Tiêu đi, nhưng những người khác phải lưu lại." "Cái gì? Vi Thanh kinh hãi nói. Hắc Vũ hộ đại nhân Lý Vân Tiêu là trọng yếu nhất, quyết không thể thả. Hắc Vũ Hộ nói, ta cũng hiểu, nhưng tình thế không do người. Vi Thanh cũng trầm mặc, cảnh trước mắt là thế, Thánh Vực đã mất khả năng khống chế tràng diện, muốn lưu lại Lý Vân Tiêu là không thể nào. Ánh mắt Sa Viu nhìn qua Lý Vân Tiêu, dường như hỏi thăm. Lý Vân Tiêu nói, Huyền Hoa, Liễu Phỉ Yên, Khâu Mục Kiệt, Phi Nghê, Thủy Tiên, Diệp Phàm sẽ đi cùng ta, còn lại tùy các người. Vi Thanh biến sắc, nói Khâu Mục Kiệt cùng Diệp Phàm lưu lại, còn lại tùy ngươi. Trên bầu trời lắc lư, Khâu Mục Kiệt toàn thân đầy máu hiện ra, nhìn qua Lý Vân Tiêu. Hắn kiệt ngạo bất tuân sẽ không mở miệng nhiều vả, nhưng trong mắt đã rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói Phong tử Kiệt vừa rồi xuất lực lớn nhất, lưu lại sẽ bị ngươi giết, hắn phải đi. Sắc mặt Vi Thanh âm trầm bất định, giữ lại nhân vật như Khâu Mục Kiệt sớm muộn là đại họa, nhưng trước mắt đúng là không do người hắn chỉ có thể cắn răng nói tốt lần này tha hắn ta cũng không tin hắn có thể chạy trốn tới chân trời góc biển sau khi bổn tọa trở về sẽ điều binh đuổi giết các ngươi khắp thiên hạ lý vân tiêu cười nói chuyện tương lai nói sau nói không chừng tương lai vi thanh đại nhân đi đời nhà ma thiên hạ cũng không có lắm chuyện như vậy hắc vũ hộ đột nhiên nói diệp phàm có thể đi nhưng nặc á chi chu sa viu trực tiếp ngắt lời nói ngươi nói ít mới tốt Hiện tại không có chỗ các ngươi thương lượng. Hai tay của hắn cầm kiếm, hai đạo long nguyên chi lực đẩy ra, khí thế trên người tăng mạnh. Sắc mặt Hắc Vũ Hộ cực kỳ khó coi, hừ một tiếng, không nói nữa. Kỳ Thắng Phong đột nhiên mở miệng nói: "Lý Vân Tiêu, dẫn ta cùng đi." Lý Vân Tiêu sững sờ một chút, quái dị nói: "Đại nhân đừng dọa ta, dùng uy năng của ngươi lên trời xuống đất sao không được, cần ta mang đi làm gì?" Trên mặt Kỳ Thắng Phong đầy tức giận, nói. Đừng vội đắc ý phi phàm. Nhân sinh ai không có thời điểm mắc cạn, hôm nay giúp ta một lần, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cho người. Vi Thanh thấy Lý Vân Tiêu do dự, tức giận. Lý Vân Tiêu, ngươi cũng đừng quá phận. Nếu mang tất cả mọi người đi, chúng ta không bằng liều mạng với các người. Trong mắt Lý Vân Tiêu cười lạnh, diễu cợt nói. a, à, Vi Thanh đại nhân có khí khái như vậy. Vậy không bằng liều mạng thử xem, ta rất vừa ý luân hồi đại truyền bàn mà hắc vũ hộ đại nhân đang cầm đấy. Hắc Vũ hộ biến sắc, tuy chính thức đánh nhau chính mình không có khả năng bị đoạt đi, dù thế nào hắn cũng thoát được, nhưng mà người còn lại chết. Vi Thanh, Tử Ứng Tịch, Nam Phong Tuyền, Bạch Lăng Nguyệt, La Tinh, không ai không phải nhân vật danh chấn thiên hạ, còn có ái đồ của mình, nếu thánh vực tổn thất nhiều người như thế, sợ rằng mấy vị ở thần đô sẽ giận dữ, trực tiếp hàng lâm xuống. "Tốt, ngươi muốn mang người nào đi cứ dẫn đi." Hắc Vũ hộ vô lực phất phất tay. Vi Thanh sắc mặt tái nhợt, biết rõ giả bộ cường thế cũng chỉ rước lấy nhục, dứt khoát không nói một lời. Hắc Vũ Hộ nói, Lăng Bạch Nguyệt, liên lạc thánh vực, thỉnh cầu trợ giúp. Vâng, Lăng Bạch Nguyệt ứng một tiếng, trực tiếp cầm mọt kiện huyền khí, bắt đầu công tác. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nếu như thánh vực lại phái người hàng lâm, ưu thế sẽ mất, nói. Tốt, kỳ đại nhân đã muốn cho ta chỗ tốt, vậy cùng đi. Còn có chúng ta. Chữ Khả Vân cũng đứng ra, nói. Lý Vân Tiêu, mang ta đi với các ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn qua người tới, nói. Ngươi cùng có thể, về phần tinh nguyệt trai đại trưởng quỹ và quỳ hoa bà bà, ha ha, vi thanh đại nhân sẽ không làm khó các ngươi đâu. Sắc mặt Hàn Quân Đình khó nhìn, tuy Lý Vân Tiêu nói đúng, nhưng cảm giác, cảm thấy trên mặt nóng rát, dường như bị tát trước mặt nhiều người. Ừ. Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn chữ khả vi, giờ phút này chữ khả vi công thể đã phế, thành hồng nguyệt tam lão phế một người, Hai người khác cũng trọng thương, sợ rằng không lật nổi sóng gió. Đi thôi." Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, nhìn Diệp Phàm nói: "Ngươi có thể khởi động nặc á chi chu không?" Diệp Phàm nói: "Nếu chỉ phi hành bình thường thì không vấn đề, khác sợ là không được." Lý Vân Tiêu nói: "Phi hành bình thường đi, dùng tốc độ nặc á chi chu đủ rời đi trước khi Thánh vực phái viên binh tới." "Tốt." Diệp Phàm bắt đầu khu xử chiến thuyền. Hắc Vũ hộ tâm tình hối hận vạn phần vì sao lúc trước để ý mặt mũ, trực tiếp cướp chiến hạm là được. Đám người Lý Vân Tiêu nhảy lên, bay vào trong chiến hạm. Kỳ Thắng Phong dùng tay chỉ vào đám người, nói, Ngươi đi theo ta. Người nọ sắc mặt trắng nhợt, thở dài, không thể không ra khỏi hàng, từ phía sau đi ra. Chính là hóa thần Hải La Thiên cửu giai đại thuật luyện sư, bị Kỳ Thắng Phong lưu cấm chế trên người. Đi thôi, hắn cùng Bạc Vũ Kình còn có La Thiên, ba người bay lên chiến hạm liền cẩn thận đánh giá truyền thuyết thánh khí trong mắt chớp động lý vân tiêu nhìn thần thái của hắn vào mắt nói kỳ đại nhân tốt nhất không nên có tâm tư gì nếu không rất nguy hiểm sắc mặt kỳ thắng phong biến hóa nhẹ nhàng hừ một tiếng không nói gì bắt đầu tĩnh tọa diệp phàm hai tay bấm niệm pháp quyết trận pháp khơi động chiến thuyền bay xa còn lại là phế vật cùng vô số cường giả trọng thương tất cả sắc mặt khó coi nhưng mà mọi người cũng bắt đầu vui vẻ, dù sao có thể tránh được một kiếp, trong hoàn cảnh này không chết là may mắn rồi. Vi Thanh nói, Hắc vũ hộ đại nhân, chúng ta lập tức quay về thánh vực, lần này đi hành hồng nguyệt xảy ra chuyện quá mức trọng đại, rất nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng, phải có kế sách ứng phó. Hắc vũ hộ nhíu mày, trầm tư một hồi, mới nói, ngươi về trước đi, tìm công dương chính kỳ thương nghị là được, ta còn có chuyện khác, ngay tại thành hồng nguyệt chờ đợi nam cung bộ hải. Vi Thanh cả kinh nói, Nam Cung Bộ Hải, chẳng lẽ là Hắc Vũ Hộ nói, đúng là chuyện Nguyệt Đồng, Nam Cung Bộ Hải đã tụ hợp với cao thủ Mộ Dung Gia, rất nhanh liền sẽ đi qua. Thanh Hồng Nguyệt đã phát sanh chuyện gì, cùng với truy nã đám người Lý Vân Tiêu làm phiền Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh không khỏi cảm khái nói, đại nhân khách khí, thật sự là thời buổi rối loạn a. Giờ phút này trên bầu trời có kim quang hiện ra, trong hào quang là thân ảnh Nam Phong Tuyền chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt không có một tia huyết sắc xuất hiện đã phun máu tươi lăng bạch nguyệt đi lên dìu lấy nàng nói ngươi không sao chớ nam phong tuyền lắc đầu dường như tổn thương rất nặng căn bản không muốn nói vi thanh lạnh giọng nói khâu mục kiệt thủ đoạn thông thiên đúng là nhân vật khó đối phó lăng bạch nguyệt thở dài ai cảm giác nhân thủ không đủ dùng vi thanh âm trầm nói khâu mục kiệt này khá tốt Chúng ta chỉ cần báo cho Hóa Thần Hải là được, để bọn họ quan tâm đi. Hiện tại duy nhất cần giải quyết là Lý Vân Tiêu, không chỉ vì người này có quá nhiều bí mật, còn có giới thần bi cùng nặc á chi chu hai kiện siêu phẩm huyền khí, thánh vực chúng ta tình thế bắt buộc. Hắc Vũ Hộ lấy ra một viên thuốc, đưa cho Nam Phong Tuyền, nói: "Ăn vào đi." Nam Phong Tuyền trong mắt cả kinh, dường như nhận ra lai lịch viên thuốc này, lập tức không chút khách khí ăn hết, thần sắc khôi phục không ít hắc vũ hộ lúc này cầm luân hồi đại truyền bàn đưa cho nàng nói vật ấy ngươi mang về đi tự tay giao cho công dương chính kỳ đại nhân vi thanh cùng lăng bạch nguyệt biến sắc đồng thời cực kỳ bất mãn và giận dỗi hắc vũ hộ bộ dạng không tin bọn họ tuy trong nội tâm bất mãn nhưng cũng không tiện nói cái gì nam phong tuyển tiếp nhận luân hồi đại truyền bàn cẩn thận cất kỹ nói đại nhân yên tâm nhất định không có nhục sứ mạng hắc vũ hộ gật đầu nói như thế ta liền yên tâm đám người lý vân tiêu sau khi rời đi nặc á chi chu bay nhanh trên trời cao trên chiến hạm tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau lý vân tiêu cười nói sống sót sau tai nạn nhờ có các vị cùng cố gắng chúng ta cần uống chút rượu không trong mắt huyền hoa có dị sắc lóe lên kích động nói ngươi ngươi thật sự là lý vân tiêu tay giơ lên ngắt lời nói trong lòng ngươi hiểu là được nơi đây có người ngoài không nên nói rõ trong lòng huyền hoa đại định xem như khẳng định hắn cười hắc hắc nói ngươi cho rằng không ai đoán ra sao lý vân tiêu thở dài có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời a không ít mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc ánh mắt huyền hoa nhìn quanh cười hắc hắc vài tiếng liền hiểu được hắn sợ chữ khả vân biết rõ đối phương là trưởng lão thần tiêu cùng đấy chữ khả vi nói lão hủ rất tò mò thân phận của vân thiếu đấy không biết vân thiếu nói ngoại nhân là lão hủ sao lý vân tiêu nói bên ngoài thành hồng nguyệt nhờ vi đại nhân đánh với vi thanh một trận tuy có tư tâm nhưng nguyên do là vì ta tại hạ vô cùng cảm kích về phần thân phận ta sợ là giấu diếm không bao lâu nhưng mà kéo một ngày thì một ngày chữ khả vi nhíu mày nói tốt lão hủ thực rất ngạc nhiên nhưng cho dù thế nào hy vọng vân thiếu vĩnh viễn là bằng hữu thành hồng nguyệt thành hồng nguyệt lý vân tiêu cười nói sau lần này thành hồng nguyệt sợ là còn trên danh nghĩa người khác cảm khái tòa thành lớn như vậy cự phách một phương nói không còn là không còn thoáng cái sụp đổ thế sự vô thường chữ khả vi cũng rất khoáng đạt nói thiên hạ không có bá chủ vĩnh viễn thủy triều lên xuống mây cuốn mây bay chính là bình thường nhưng mà không cần bi quan như thế thành hồng nguyệt chỉ cần còn cái tên nó sau này sẽ khôi phục lý vân tiêu nói khó được lão thành chủ có lòng dạ như vậy, vậy thì tốt rồi, trên đời không có việc khó, chỉ sợ người có ý chí. Liễu Phỉ Yên lúc này nói, lần này chúng ta ra ngoài là có nhiệm vụ, tuyệt đối thật không ngờ lại gặp người. Chờ chúng ta quay về hóa thần hải báo cáo kết quả, làm sao tụ hợp với người đây. Kỳ Thắng Phong biến sắc, lạnh giọng nói, ngươi nói báo cáo kết quả công tác, vì sao mang bổn tọa về. Liễu Phỉ Yên nói, lúc ban đầu định mang bạc vũ kình đại nhân trở về, nếu kỳ thắng phong đại nhân ở đây, trở về là tốt nhất. Kỳ thắng phong lạnh lùng nói, hừ, nằm mơ. Bạc Vũ Kình cũng khẩn trương, hai tay nắm chuôi kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Liễu Phỉ Yên nói, kỳ thật hai vị đại nhân không cần lo lắng cái gì, nghĩa phụ chỉ nhớ hai vị thôi. Kỳ thắng phong cười nhạo nói, ha ha, nhớ, hắn nhớ là tính mạng của ta và thứ khác. Huyền Hoa tức giận, nói nhảm với chúng làm gì, trực tiếp mang về là được đi hay không đi không do bọn họ đâu liễu phỉ yên nhớ mày nói đại nhân suy đoán lung tung phỉ yên không dám gật bừa kỳ thắng phong cười lạnh nói lỗ thông tử tâm tư thế nào các ngươi sao phỏng đoán được hóa thần hải ta tự nhiên sẽ trở về nhưng đáng tiếc không phải hiện tại huyền hoa nói giờ này khác này có chỗ cho ngươi lựa chọn hay sao kỳ thắng phong ngưng mắt nhìn hư một tiếng liền không để ý tới hắn nhìn qua lý vân tiêu nói ta muốn làm giao dịch với Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Giao dịch, kỳ đại nhân trước kia nói cho ta chỗ tốt, bây giờ lại làm giao dịch. Cho dù làm giao dịch, ta mang ngươi ra khỏi thành Hồng Nguyệt, đã xem như trả tiền, kế tiếp ngươi nên giao hàng. Ha ha, chút tiền ấy còn xa xa chưa đủ. Kỳ Thắng Phong lạnh lùng nói. Ta có thể đánh bạc, đó là đủ để cho ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh A. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, Mọi người cũng lộ ra thần sắc như thế. Siêu phàm nhập thánh, đã siêu thoát võ đạo, đã ở giữa võ đạo và thần đạo, ai cũng không dám nói có thể giúp người ta bước vào tầng thứ này, nếu không cường giả siêu phàm nhập thánh chẳng lẽ không phải nhiều như chó. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói: "Bản thiếu gia có được siêu phẩm huyền khí giới thần bi, cùng tu thuật đạo cùng thân thể, bước vào siêu phàm nhập thánh là chuyện sớm muộn." Kỳ Thắng Phong khen. Trong thiên hạ có thể có tự tin như vậy, sợ chứ ngươi ra không tìm ra người thứ hai, nhưng ngươi thật sự nắm chắc sao. Còn có thời gian cho ngươi nắm chắc sao. Ngươi cần 10 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm. Lý Vân Tiêu Cầu Mày nói. Ý của ngươi là tăng tốc độ tiến vào siêu phàm nhập thánh. Hai mắt Kỳ Thắng Phong tỏa hào quang, nói. Đúng vậy, không chỉ có là bước vào siêu phàm nhập thánh, còn là cơ duyên kinh thiên động địa. Cơ duyên kinh thiên động địa. Lý Vân Tiêu nói hàm nghĩa từng chữ, trầm tư nói: "Hơn phân nửa là có quan hệ tới ma chủ sao?" Mọi người chấn động toàn thân, nhớ tới ma chủ thì biến sắc. Kỳ Thắng Phong ngưng trọng nói: "Đúng thế, ma chủ chi lực có thể lật thuyền, nhưng mà có thể trở thuyền. Nếu giao dịch có thể thành, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện ma chủ. Những bí mật này, đương kim thiên võ giới, rằng không ai ngoài ta biết rõ đâu." Lý Vân Tiêu nhíu mày, lời này hắn cũng không tin trong giới thần bi của hắn có ma nguyên chi lực đi tìm ma chủ cũng dễ dàng huyền hoa nói ngàn vạn đừng tin hắn ma chủ nếu sống lại thiên hạ hôm nay sợ rằng không ai chấn áp được lý vân tiêu cũng là do dự đạo ngươi nói tình huống cụ thể ta cân nhắc một chút kỳ thắng phong nói người ở đây nhiều không tiện nói rõ kính xin thiết trí một đạo kết giới hắn lúc này lực lượng quá nhỏ bố trí cấm chế sợ rằng không ngăn được ai lý vân tiêu vung ta hào quang ngăn cách hắn và kỳ thắng phong sóng âm không thể truyền ra hoàn toàn dựa vào điện trường nói chuyện ánh mắt kỳ thắng phong đầy dị sắc nhìn qua điện năng yếu ớt quanh người hiển nhiên phi thường hài lòng loại phương thức này hắn mở miệng nói không biết vân thiếu hiểu chuyện ma chủ bao nhiêu lý vân tiêu nhướng mày lạnh lùng nói là ngươi nói cho ta biết bí mật hay là ta cho ngươi biết bí mật nếu là như vậy không cần bàn đâu kỳ thắng phong ngượng ngùng cười cười nói. Tốt, ta sẽ nói thắng, chắc Vân thiếu cũng nghe qua không ít cường giả tìm kiếm Di Lạc Không Gian không. Những gọi là Di Lạc Không Gian, mặc dù thực tồn tại, cũng rất khó thành thần, nhưng ta biết có mấy chỗ có cơ hội thành thần. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nói: "Có mấy chỗ?" Kỳ Thắng Phong cười nói: "Địa phương khác độ khó quá lớn, mặc dù là ta cũng không dám mạo muội tiến vào, nhưng có nơi nguy hiểm nhỏ nhất, nhiều năm qua không ai tìm được." Lý Vân Tiêu khẽ nói. Vậy ngươi nói không phải là nói vô ích. Kỳ Thắng Phong cười ha ha nói. Vân Thiếu đừng nóng lòng, nhưng hiện tại bất đồng, bởi vì ma chủ đã hàng lâm qua thân thể của ngươi, dùng năng lực của Vân Thiếu tự nhiên có thể cảm ứng được tọa độ ma chủ phổ A. Lý Vân Tiêu kinh hãi, kinh hãi nói. Ngươi nói nơi đó, sẽ không phải là nơi chấn áp ma chủ phổ chứ. Đúng vậy, Kỳ Thắng Phong ánh mắt tỏa hào quang, kích động nói. Phổ đại nhân bị phong ấn, chính là nơi dễ thành thần nhất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, "Kỳ Thắng Phong, ngươi chính là ma bộc nhất mạch truyền nhân, ta nghĩ ngươi có phải đang hại ta hay không, mục đích của ngươi là lợi dụng ta mở phong ấn." Môi hai người nhúc nhích, thân sắc biến hóa không ngừng, đều có vẻ cổ quái, không biết bọn họ nói cái gì, nhưng có thể khẳng định là chuyện bí mật. Kỳ Thắng Phong vội hỏi, "Vân thiếu không cần thiết hiểu lầm, ta chính là ma bộc truyền nhân của ma chủ đế mà đế đại nhân và phổ đại nhân vẫn là kẻ thù một mất một còn, ta tuyệt đối không đi thả phổ đại nhân ra. Lý Vân Tiêu cổ quái nói. Trước kia từng nghe đế nói qua, phổ và hắn là nhất thể, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Thắng Phong biến sắc mấy lần, đang suy nghĩ phải chăng có nên nói không, nhưng nhìn qua Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, lập tức thở dài, nói. Việc này tuy cực kỳ bí mật, nhưng cũng không phải chuyện trọng yếu gì, nhắc tới cũng không sao. Chính thức tuyên cổ ma chủ chỉ có một vi, là đế đại nhân, nhưng mà trong năm tháng dài rằng giặc, đế đại nhân tâm trí sinh ra biến hóa, bắt đầu mâu thuẫn với ý chí của mình, về sau loại mâu thuẫn này càng lúc càng lớn, đã ở mức thủy hỏa bất dung. Lý Vân Tiêu cau mày nói, nhân cách phân liệt. Kỳ Thắng Phong cười khổ nói, có thể nói như vậy, trong đó nhất niệm là ác, nhất niệm là thiện. nhưng cách không ngừng phân liệt, cuối cùng nhất phổ đại nhân tách ra khỏi thân thể, mang đi thiện niệm của đế đại nhân. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói, còn có chuyện này, cái kia ma chủ đế là ác trì hóa thân, ma chủ phổ chính là thiện trì hóa thân. Nhưng mà ta thấy hắn có chút tiện nào đâu. Kỳ Thắng Phong nói, tình huống trong đó ta không rõ lắm, phổ đại nhân mang đi một phần nhỏ lực lượng của đế đại nhân, mặc dù cũng là ma chủ, nhưng thực lực không bằng đế đại nhân. Lại về sau, hai vị đại nhân liền bị trấn áp. Lý Vân Tiêu nói, ma chủ đế chính là bị ngũ mã phanh thay, trấn áp trong các nơi thiên võ giới, ma chủ phổ thì sao? hẳn là cũng bị phanh thây. Kỳ Thắng Phong nói, phổ đại nhân lực lượng tương quan kém đế đại nhân quá lớn, dường như cũng không bị tách ra trấn áp, có lẽ bảo tồn nguyên vẹn tại một nơi trong thiên võ giới. Lý Vân Tiêu nói, đây là nguyên nhân các ngươi tìm nơi phổ phong ấn sao. Kỳ Thắng Phong nói, có chỗ thập phần khả nghi, chúng ta đều trải qua thăm dò, kết quả là không có. Cho nên qua nhiều năm như vậy chúng ta nhất trí cho rằng phổ đại nhân rất có thể bị phong ấn ở hải sâm lâm lý vân tiêu cả kinh nói hải xâm lâm hắn thoáng trầm ngâm thần niệm quét qua thủy tiên trong giới thần bi dường như vẫn đang ngủ say pháp hoa liên thai có năng lực chữa thương rất mạnh nếu ba long yên tâm ném thủy tiên rời khỏi hơn phân nửa là không có vấn đề cho nên hắn cũng chưa từng qua lo lắng nhiều kỳ thắng phong tiếp tục nói hơn nữa phổ đại nhân đúng là đi qua tứ hải còn ở không ít thời gian hôm nay ngươi nhiễm máu của hải hoàng nhất mạch bị phổ đại nhân mượn thể hàng lâm càng xác định suy nghĩ này. Lý Vân Tiêu nói, nếu như phong ấn ma chủ phổ là hải sâm lâm mà phong ấn dễ thành thần nhất, không lẽ? Kỳ Thắng Phong nghiêm mặt nói, không tệ, đây là nguyên nhân ta xác định hải hoàng ba long mượn thể hàng lâm có thể đánh thiên đạo chi nhãn, thần thông này từ cổ trí kim chưa nghe qua. Nếu nói hải hoàng không phải thần cảnh, ngươi tin sao? Dù sao ta không tin. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, Tuy kỳ thắng phong đoán rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn phải đi hải xâm lâm, hải hoàng ba long trước kia thế nào hắn không biết, nhưng hiện tại chắc chắn sẽ không phải thần cảnh. Về phần thiên đạo chi nhãn cùng pháp tắc chi liên đầy quỷ dị, hắn không tin ba long có thể có thực lực này, hơn phân nửa là thánh khí chưa nghe nói qua. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn.